Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Dũng Vision. Đây là bản tin buổi tối của ngày 25 tháng 11 năm 2023, phát vào lúc 22 giờ đêm hàng đêm. Đây, chương trình nói chuyện thế giới qua quả địa cầu các bạn nhé. Trước hết thì chúng ta đi vào cái khu vực quen thuộc cái đã. Bên đây là bán đảo Crimea, đây là eo biển Kerch, bên này là Kerch, bên này là Taman. Thì như chúng ta biết là cái cầu Crimea đã bị đánh hai lần rồi. Và hiện nay Nga đã ký một cái hợp đồng với Trung Quốc sẽ làm một cái con đường dưới biển các bạn nha. Tất nhiên là nó sẽ làm cái chỗ nào mà nó, tôi nghĩ là nó hẹp nhất và nó gần các cái đường lớn nhất. Đấy, cái đường lớn thì không quan trọng, nhưng mà là có thể là cái chỗ mà hẹp nhất ở dưới biển thì là tốt hơn, tại vì sau đó nó lên nó nhập vào cái đường khác thôi. Thì ở đây chúng ta biết là bên cái Na Uy nó làm cái đường ngầm dưới cũng tốt lắm, và bên Trung Quốc đó là những quốc gia làm rất là tốt, và Nga cũng đang muốn lôi kéo vào những cái công chuyện làm ăn như thế này, và coi như cũng là lôi kéo đoàn kết, tình đoàn kết hiện nay cho dù nó là dạng gì. Thế đây chúng ta biết là cái chỗ này, nếu mà nói về mà độ gần nhất thì nó là có lại cái chỗ này. Đấy, chúng ta nếu có thể chúng ta đo. À, cái này không phải. Cái nào các bạn nhỉ? Chúng ta... Thế này nếu mà chúng ta đo thì sẽ đo, ví dụ chúng ta đo từ đây và từ đây. Chúng ta thấy là bao nhiêu cây? Nó nói là 11 cây các bạn nhé. 11 cây 75. Đây, 11 cây 75 này các bạn này. Rồi, thế là bây giờ nếu mà chúng ta đo một cái đoạn thứ hai, là ví dụ cái đoạn này qua tới đây, thì chúng ta thấy đó là 15 cây rưỡi, 15 cây 49. Thế thì cái cầu Crimea này hiện nay nó đang ở đây các bạn này, đang cầu ở đây. Thì mình đã đánh cầu Crimea thì ta làm dưới Crimea thôi, chứ việc gì phải 15, 11 cây cho nó mệt ha. Bây giờ ta là view ra này. Đây, cái cầu Crimea nó có hai đoạn. Là một cái đoạn này, các bạn thấy không? Đoạn này. Và một cái đoạn này. Đó, đấy là cái đoạn này. Như vậy là chúng ta thấy Nga chả việc gì mà Nga phải làm 15 cây cho nó mệt. Chỉ làm cái đoạn này thôi. Đoạn này thôi. Thì chúng ta đo thử. Đấy, ví dụ chúng ta đo xong thử từ đây. Thì bởi vì từ đây là chúng ta biết là nó có cái đường bộ với đường sắt các thứ tới đây rồi, thì là con chui xuống hầm rồi. Qua thế đây. Thì chúng ta thấy là mấy? Có một cây 24. À, thấy chưa? Quá đèo. Chứ còn ở trên này thì nó đánh vào đâu được, ở dưới nước rồi thì tôi chịu rồi, cái cầu nó còn đánh thôi. Một cây 24 mà lúc nãy là 11 với lại 14 cây rưỡi, đúng không? À 15 cây rưỡi với 11 cây. Thế đây là có một cây 4, một cây 2. Xem nào, một cây 24 thôi. Rồi, thế là chúng ta lại đi tiếp. Đấy, đây đây nó không phải cầu Crimea mà nó là đang là cái tuyến nó cũng là cầu, nhưng mà nó là trên bờ các bạn nhé, thì nó đi dưới đất cũng được, chả việc gì, đây cầu cạn thôi, nó là cầu cạn. Còn đây mới là cầu ấy này, đấy là cầu tiếp tục cầu này. Thế thì từ đây mà đến đây là cầu Crimea này là bị đánh này, thì nếu mà đi á, thì theo tôi là cũng chả việc gì phải đi làm từ đây tới đây thì nó quá xa, thì làm từ đây tới đây, ví dụ từ đây tới đây. Chúng ta làm ví dụ từ đây, tức là ông không đi theo cái cầu ấy, là bắt đầu ông đi ngầm dưới nước thì ông cứ ngắn hơn ông đi thôi, ngắn hơn ông đi là tới đây là bao nhiêu? 3 cây 36 với cây 24, tức là 4 cây 6. Đấy, có 4 cây 6 thôi là chưa bằng cái một nửa của ông 11. Đấy, 4 cây 6 là bằng 1/3 của ông 15. Đấy, thì làm như thế này, thì làm trên này xong cái nó bắt đầu là ta với là bắt đầu ta nối vào cái đường này thôi. Làm cái đường bộ thế này thì dễ rồi, là nối vào cái ông này. Đấy, ông này thì bắt đầu nhập vào cái đường của ông Crimea. Đấy, các bạn thấy không? Tức là làm trên bộ thì nó dễ hơn nhiều. Đấy, còn đây là làm ngầm dưới nước. Đấy, nước ở trên này. Đấy, nước ở trên. Còn đây là nước ở dưới này. Đấy, nước ở dưới này. Đấy. Thì hiện nay cái đường ống này thì tôi thấy là rất là hay các bạn nhé. Thì bên phương Tây nó bảo ôi, làm cái này đến 5, 10 năm, 20 năm này chưa sắc xong, nhưng mà Trung Quốc và Nga cố gắng làm trong vòng 3 năm. Đấy, đã thấy. Đấy là một cái tin rất hay đấy các bạn.
Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến châu Á. Châu Á thì Đông Bắc Á thì như chúng ta biết là chỉ có Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên và Trung Quốc. Phía Đông Bắc của Trung Quốc là Đông Bắc Á mà. Thì Đông Bắc Á thì nó đương nhiên nó có ông Đông Nam của ông Nga. Đấy. Nga ông cả cái khối đây là khối 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 châu Á mà. Đây là Bắc Á này. Đấy, còn là tất nhiên là cái Bắc Á đây là toàn của ông Nga ấy. Thì trong cái phần này của ông ấy là coi như là Đông Đông Nam Nga. Đấy. Đây là Đông Bắc Nga. Đấy. Là Đông Bắc Nga chứ còn đây thì nó lại không phải là Tây Bắc Nga nhé. Tây Bắc Nga nó là nằm phía ngoài này, này gần Belarus này, này gần Phần Lan này, này đây Tây Bắc Nga. Đây là cái vùng Siberia đó các bạn. Đấy. Đây nếu mà nói Tây Bắc Siberia được, Tây Nam Siberia, Tây Bắc Á và Tây Nga được, Đông Nam Nga nhưng mà lại lại Đông Bắc Á. Đấy. Thế là ở Đông Bắc Á nó gồm các đồng chí này. Các đồng chí này. Nhật, Hàn Quốc, ông Triều Tiên và Hàn Quốc là một rồi, tại vì ông có vị tuyến 38 là do hồi xưa ông Mỹ với ông Trung Quốc ông cắt ra thôi. Còn Việt Nam mình là 17, chúng nó cũng cũng xử cái 13, 18 mà cuối cùng chúng ta là 17 rồi cũng, mà cuối cùng cũng không chia cắt được và chúng ta phải thống nhất đất nước. Đấy. Chúng ta biết rồi, thế là khác hoàn toàn với cái hai cái này là do các nước lớn sắp đặt. Thế thì bây giờ ông Trung Quốc, ông Triều Tiên và ông Hàn Quốc trước đây là coi như nạn nhân của cái ông phát xít Nhật này. Tức là bị đô hộ. Thế bây giờ rõ ràng là cái ông Nhật này là ông là kẻ thù của tất cả. Và đến bây giờ thì ông vẫn là kẻ thù của tất cả. Kể cả Hàn Quốc nhưng bây giờ mới chơi với nhau. Hôm rồi hai anh này rủ nhau qua bên trại David của anh Biden chơi xong thế là ba hai anh này là chơi nhau rất thân. Thì cái dân Hàn Quốc nó bảo tại sao lại cái chính phủ này của ông này lại thân với Nhật thế. Nhưng mà thôi bây giờ là cái nhìn về tương lai, hướng tới tương lai chứ không nhìn về quá khứ. Thôi cứ cho thế đi. Rồi, thế thì bây giờ rõ ràng các ông này loại trừ ông Triều Tiên ra, đấy, nó không cho nhé. Tức là làm ăn được là với gặp nhau. Thì ba ông ngoại trưởng gặp nhau tại Busan của Hàn Quốc để mà bàn để mà đầu sang năm là sẽ hội nghị thượng đỉnh của ông Tập với ông Kishida với ông Joe Sunsu rồi đây của Hàn Quốc nữa. Đấy thì như thế là cũng dù sao đó chứ nữa là cũng là tốt, cứ hợp tác là tốt. Thế thì chúng ta thấy là anh Trung Quốc là hiện nay là anh chơi Nga là một này. Bây giờ nếu mà anh chơi này thì chơi cái khu vực này là hai này. Rồi bây giờ anh bắt đầu đang chơi với Mỹ để mà coi nhẹ nhàng cái chỗ Đài Loan này. Nói chung là anh muốn chơi tất cả để anh làm ăn kinh tế thôi. Đấy, còn chỉ riêng anh Ấn Độ là cứ coi như càn cựa nhau là coi như tao đẻ nhiều hơn mày, mày bây giờ là mày đẻ nhiều hơn tao là càn cựa cái đó thôi. Để nói đùa chứ nói chung là về kinh tế này hai nước nó cũng tương đối khá, cũng đứng thứ một ông là đứng thứ nhì, một ông đứng thứ năm. Ông này trước đây đứng thứ tư bây giờ tụt xuống thứ năm rồi. Đấy, thứ tư bây giờ thuộc về Nhật Bản và thứ ba thuộc về Đức. Đấy, thứ nhì là Trung Quốc và nhất là Mỹ đứng về gọi là GDP đấy tính theo sức mua. Rồi chúng ta qua Somali. Somali thì nếu mà các bạn nào mà chưa rành thì chúng ta đây là cái châu Phi. Đấy, châu Phi thì nó có một cái sừng đấy nó gọi là sừng Somali, nó gọi là sừng châu Phi, nó giống sừng tê giác này các bạn. Thì cái sừng đó chính là Somali. Và những tên cướp biển của Somali này trước đây là hay vào vịnh Aden này là đi vào biển Hồng Hải là đi vào cái tức là các tàu hàng này đi qua kênh Suez các bạn đi vào địa Trung Hải đi đến châu Âu thì là có cướp biển Somali sau cái cướp biển vừa Siberia đến Somali bây giờ là Pakistan và thậm chí là cả Indonesia hiện nay nó cũng đang cướp. Thì Somali này làm gì? Anh này anh nghèo, anh xin vào BRICS rồi anh xin vào cái Đông Phi. Thì Đông Phi thì được tại vì anh nằm phía đông của châu Phi. Đấy, Đông Phi thì chúng ta thấy là anh vào cái khối kinh tế Đông Phi này tôi nói ví dụ này thì đây là đông mà ông là đông bắc nhưng mà đông bắc hay đông nam thì cũng là đông. Còn cái khối ECOWAS là chúng ta biết là cái khối này là cái khối bên này là nó là Tây Phi đây Đông Phi. Đấy, nó là vậy. Còn khối Sahara Sahara là chúng ta biết cái vàng vàng đây là sa mạc Sahara đây là khối này là khối Sahara Sahel ví dụ đó. Thì ông Somali này ông Brit thì nó khó lắm tại ông Ethiopia này ông bên cạnh bảo ông vào được tôi vào được thôi xin xin đâu đói nhất thế giới bây giờ đưa vào được bà coi như cứu đói ông cũng chưa xong nữa. Tôi vào Đông Phi thì được mà trong cái khối Đông Phi này thì nó miễn thuế với nhau các bạn nhé
trong khối với nhau thì là cứ buôn bán mày bán tao, tao không phải thuế, tao bán mày không phải thuế, thế thôi. Rồi Việt Nam mình có gì không? Để lâu lâu cũng góp vui mà hôm nay cũng chả phải vui, mà coi như bắt cái ông Dr. Thanh với hai đứa con gái là can tội là coi như chúng ta biết rồi, nó đủ thứ trên đời trên đời. Rồi cái vừa rồi là cái bà Trương Mỹ Lan đấy, là những cái người đấy là toàn nó làm ăn với nhau cả đấy. Vì trước đây có cái bà gì mà chết rồi, cái bà mập mập phấn phấn gì đấy tôi quên mất rồi, đấy là toàn cái đám này với nhau, người Hoa gốc Hoa nhiều lắm. Rồi Việt Nam cũng góp vào một tí chuyện cho nó có chứ. Rồi hiện nay Trung Quốc nó ra một cái phần mềm, tức là để cho giám sát hẹn hò của những đôi lứa, tức là hoặc là hai vợ chồng hoặc là hai cặp đôi. Thế là coi như là sẽ đăng ký vào cái đấy, là chồng làm gì vợ cũng biết, vợ làm gì chồng cũng biết, và ngược lại. Đấy, các cặp đôi là như vậy. Thì cái tính năng theo dõi vị trí của các cặp đôi này thì nó giám sát điện thoại lẫn nhau, mà để làm gì? Để cho mối quan hệ nó trong sáng và nó phát triển, thế thôi. Tốt. Hiện nay phía đông bắc của Trung Quốc, mấy ngày nay chúng ta đã thảo luận rồi, có cái bệnh mà nó đang bùng phát, tức là nhiễm trùng phổi và sốt. Hiện nay là 10.000 ca một ngày, một thành phố. Bây giờ nguyên nhân ở đâu? Lây lan thế nào? Báo cáo WHO chưa? Chứ không thể đứng như Vũ Hán nha. Thì có bây giờ tại Bắc Kinh là 7.000 bệnh nhân một ngày, cộng thêm với 1-2 người đi theo nữa là coi như là cho một, coi như là một thành phố ở phía Bắc của Bắc Kinh. Bắc của Bắc Kinh các bạn nhé. Cái thành phố đấy là nó thành phố sao nào? Nó ghi là Tianjin, nhưng mà tôi nghĩ đó là chắc là Thiên Tân. Tian tức là thiên, là thiên nữa. Chin, chin tức là chin nén, tức là năm mới. Chin là Tianjin, là Thiên Tân. Thì cái thành phố này hiện nay cũng đang rất là nặng, mà chúng ta thấy cứ thường thường vào đến mùa đông đấy là hay có cái vụ nữa. Rồi ông Somali mà đòi vào, ông Pakistan ông cũng vỡ ngực, tôi to đùng đấy, tôi không vào. Đấy. Ông Iran vào rồi, ông Ả Rập Xê Út vào rồi, ông Ai Cập vào rồi, ông Ethiopia vào rồi, ông UAE vào rồi. Đấy, thì cho nên tôi vào với. Nhưng mà ông này vào ấy, nhưng mà nếu mà trong cái BRICS các bạn nha, một đồng chí, một thành viên không ok là không ok. Thì bây giờ đồng chí nào có thể là không ok? Đồng chí Ấn Độ. Đồng chí này với đồng chí này là không thích gì nhau hết. Đấy. Mà bây giờ, nhưng mà tôi cứ làm đơn. Xem là ông nào không cho tôi vào. Nếu đúng ông thì tôi biết mặt ông nha. Nhưng mà lại còn thêm cái ông Trung Quốc nữa. Anh Trung Quốc ấy, thì bây giờ anh đang cho anh này nợ. Để mà làm cái cảng này đây các bạn này. Cái cảng chỗ này hôm trước chúng ta là các bạn nào theo dõi tôi thì các bạn biết. Đây cái cảng này. Đây cái cảng này. Cảng này rất là quan trọng. Nó cũng là cái chỗ mà cái đầu để đi vào El Hormuz. Hormuz vào Vịnh Ba Tư này. Thì trên Trung Quốc anh chơi thì được, chứ còn bây giờ cứu hay giúp mày, bởi vì bây giờ không ai thích ông này hết. Thứ nhất là chính trị bất ổn, thủ tướng bây giờ không có, hai ông đều đi tù hết, ông cựu cũng đi tù, ông đương nhiệm cũng đi tù, và cái ông sắp tới là lấy một cái ông đi tù lưu vong về nữa, thì coi như là ông đương kim hay là đương nhiệm hay là tương lai hay là trước đó là đều đi tù hết, cái tội là tội tham nhũng. Bất ổn chính trị một. Cái thứ hai nữa là ông quá kém, ông nợ nhiều quá. Ông nợ IMF bây giờ mấy tỷ là nhiều lắm rồi. Chứ không phải 6 tỷ đâu, 6 tỷ là cái đấy là nợ Trung Quốc thôi. Rồi ông nói chung là ông bất ổn, cho nên không chơi. Thái độ cũng không đàng hoàng, mà nghèo đói, làm không chịu làm, phát triển hạt nhân, đấy, vân vân, lạm phát, rồi thất nghiệp, rồi y xèo với cái nước láng giềng Afghanistan, y xèo với ông Ấn Độ. Chơi với ông Trung Quốc, nhưng mà ông Trung Quốc bây giờ là tao cho mày vay để tao lấy lãi, chứ còn bây giờ bảo vào đây thì không có. Bây giờ vào, bây giờ các nước này nó cũng đang tính, mà chúng ta biết Ấn Độ là nó không thích mở rộng, nó thích như G7 cơ, mà chỉ có ông Trung Quốc với ông Nga thì là thích mở rộng. Bởi vì sao? Để mà chống lại Mỹ càng nhiều càng tốt. Ông UAE, ông Qatar, Xê Út, rồi ông kể về ông Ethiopia, to đùng đấy các bạn nhé, to lắm đấy này, đấy, to như thế luôn. Và người dân cũng là 100 triệu đã, cho nên là muốn làm ăn phát triển gì nó cũng dễ. Vừa rồi ông Ethiopia với lại ông Ai Cập đã bắt đầu tính tiền phi đô la hóa rồi các bạn nhé, tức là không bây giờ tính sẽ tính phi đô la hóa. Thế thì ông Nga với ông ấy thì là muốn mở rộng như vậy. Đấy, kêu ông Argentina, bây giờ ông Argentina đếch vào đấy, thế là Nga với Trung Quốc là thấy quê chưa.
Thì ông Ấn Độ và ông Nam Phi thì lại không có thích như vậy, là không có thích mở rộng quá, mà phải có chọn lọc, có thời gian và có phải chất lượng. Còn riêng ông Brazil ấy, thì cũng là một trong những là năm năm thành viên sáng lập của viên gạch BRICS, tức là viên gạch các bạn nhé, tiếng Anh. Thì riêng ông này thì sao cũng được, Trung Quốc Nga nói Nga cũng lọt lỗ tai, Ấn Độ Nam Phi nói Nga cũng lọt lỗ tai. Thì ông này ba phải thì cũng chưa phải là ba phải, nhưng mà ông Mỹ Latin là thường như vậy các bạn nhé, toàn là dân lai không à, dân châu Âu cộng với châu Phi ra châu Mỹ Latin thế thôi. Rồi Pakistan, ông chờ đấy nhá. Nhưng mà anh Pakistan anh cũng đang rất là muốn chờ đón, là bởi vì năm 2024 là ông Nga làm chủ tịch, mà Nga thì rõ ràng là chúng ta biết rồi, thì cái ông mà thủ tướng mà mới đương nhiệm mới đi tù là rất thân với Nga, chính vì thân Nga cho nó mới chụp cổ vào để đưa thằng lưu vong từ cái bên Anh Nawaz Sharif về, thân Anh thân Mỹ là về, là sẽ là lật cái đấy. Đúng ra tháng 11 này bầu cử có tổng thống rồi, thì bây giờ nó bắt ông ấy thì còn bầu ai, rồi nó đưa ông kia về thì ông kia cũng đang có tội, thì bây giờ phải rửa sạch cái tội đấy, phải bằng giấy tờ, bằng hành chính, bằng thủ tục gì đấy, tòa án tối cao coi như là xong hay kháng cáo hết chẳng án, rồi bắt đầu tháng 1 sang năm là bầu. Cho nên cái ông đương nhiệm này mà thân với Nga, cho nên bây giờ ông sắp tới đây thì cũng 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 nghĩ là như vậy, thì có xin được hay không thì tôi nghĩ là cũng sẽ khó, bởi vì là Nga bây giờ cũng chả ôm rơm rạp bụng chi, bây giờ có thằng Ấn Độ với thằng Trung Quốc nó từ chối rồi thì khỏe rồi, thế là mình hết trách nhiệm, tôi nghĩ là vậy. Anh Nepal, Nepal thì gần đây thì nói luôn Pakistan mấy cái ông này cũng lộn xộn. Nam Á có 5-6 nước là Bangladesh, Nepal, Bhutan, Pakistan, Afghanistan, Ấn Độ với Sri Lanka với cái ông Maldives này chứ mấy. Mà mấy ông này lộn xộn lắm. Ông Nepal thì bây giờ ông đang biểu tình, ông đòi quay trở lại chế độ quân chủ, tức là quay lại chế độ có vua. Chứ hiện nay chơi cái kiểu này ông không chơi, nhảy sang cái gọi là cộng hòa, mà cộng hòa thế tục này là ông không có chơi. Thì bây giờ cũng cũng là cảnh sát cũng bung vòi rồng vào kinh lắm. Chúng ta vào cái Nepal thì chúng ta chơi thì nhá các bạn nhá, cũng để lâu lâu vào lên núi lên biết cái chỗ này. Nepal là nó bên này của cái Himalaya, đấy, bên kia là Trung Quốc, bên này là Nepal đấy, là cũng đất Phật đây, Bhutan, Nepal là đất Phật cả đấy, trên núi này. Đấy, anh này mình đang bị anh Trung Quốc anh dụ dỗ đấy, cho nên là cũng mệt lắm, đất đai thì chả có cái gì. Rồi chúng ta quay sang châu Âu. Đấy, toàn núi này, chỗ đúng là này. À. Toàn cái khu này là coi như Everest là một khu này hết rồi các bạn, cao nhất của thế giới. Ấn Độ đây, chúng ta lên đây châu 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 Bắc Á này thì qua bên này nó là châu Âu. Còn Ireland thì hôm qua chúng ta cũng đã bàn rồi, Ireland, Ireland, Ireland. Nhiều bạn lại hay nhầm với Iceland là Iceland, các bạn nhé. Iceland là vùng đất băng, lửa và băng. Còn Ireland, Ireland là khác. Còn đây là Bắc Ireland. Đấy, Bắc Ireland là khác. Rồi, Bắc Ireland nó nằm trong Liên hiệp Anh. Như hôm qua chúng tôi cũng có nói rồi, gồm Scotland, Bắc Ireland, Anh và xứ Wales. Còn Ireland này thì tại sao mà mấy ngày nay nó bùng phát dữ dội bùng tình vậy, là do một cái người đàn ông gốc Algeria. Algeria thì chúng ta biết là nó ngay đây rồi, này, Algeria này, châu Âu qua này, qua Địa Trung Hải, qua châu Âu, qua Pháp, qua Anh, này, qua Ireland, thì là vào trường hợp đâm coi như là mấy người, cho nên là bây giờ phản đối chính phủ tại Dublin. Dublin là thủ đô này các bạn nha. Bây giờ là nó đánh nhau loạn hết cả, coi như bạo loạn, coi như là cũng lại tiếp tục là đề nghị chính phủ là phải tẩy chay cái đám di cư. Đấy. Rồi bắt đầu là phải điều tra cho ra và phải có cách bảo vệ như thế nào đó. Rồi bây giờ là đập phá rồi các cửa hiệu, rồi đốt xe, rồi cướp bóc vân vân tại Dublin. Hiện nay cũng đang là một vấn nạn ở khu vực này. Đấy. Sẵn ở Ireland này thì cũng qua Anh luôn, thì tí nữa chúng ta khỏi quay tới quay lui. Hôm qua chúng ta vào Birmingham rồi, thì hôm nay chúng ta vào Manchester các bạn nhé. Manchester là nó có hai cái đội đá bóng rất là hay đấy, thì chúng ta cũng vào. Vào cho giải trí mà, chúng ta vừa nói chuyện thời sự mà đồng thời giải trí luôn. Ồ, cái xe là cái thuyền nằm như thế này. Manchester, nhưng mà đây nó không phải thành phố đâu các bạn.
Nó là cái thành phố này nó lớn lắm. Thì bây giờ chúng ta đang nói về nước Anh thì nó có cái gì? Thì chúng ta biết là cái ông cựu của thủ tướng là ông Cameron đấy, David Cameron đấy. Thì bây giờ nó đang được mời làm cái Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Anh. Đấy, sau khi mà cái Bộ trưởng Ngoại giao nó chuyển sang làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, còn Bộ trưởng Nội vụ thì coi như là đẩy chay Palestine, cho nên là bị để thủ tướng Sunak đẩy ra. Thế bây giờ ông nói với điều tra cái ông Cameron này, cái thời mà ông làm thủ tướng á, thì ông là có lập một cái quỹ của nước Anh đầu tư vào Trung Quốc. Đấy, hồi đấy là coi như là có mời anh Tập Cận Bình qua Anh, cái thời điểm đó là năm 15-16. Chúng ta thấy là các nước châu Âu là rất là thân với Trung Quốc. Đấy. Nhưng bây giờ là người ta là khác rồi, thay đổi rồi. Người ta mới truy ra là ông này hồi xưa có làm ăn với Trung Quốc riêng. Đấy. Lợi nhuận, tức là làm lợi riêng, nhưng mà lấy tiền là lấy tiền của quốc gia, lấy tiền chung. Bây giờ đang điều tra đấy, cho nên là bây giờ ông phải điều trần vào ngày 5 tháng 12 này. Ok thì ông làm Bộ trưởng Ngoại giao, còn không ok thì thôi, tại vì bây giờ cũng không tin được. Cho nên là cái chúng ta phải theo dõi cái chỗ này nhé. Tức là cái thời kỳ đó là, có thể nói là thời kỳ hoàng kim của quan hệ Anh và Trung Quốc, nhưng đến bây giờ thì nó khác rồi. Cho nên là sẽ suy nghĩ lại, ông phải trả lời cho Quốc hội Anh vào ngày 5 tháng 12. Chúng ta qua Trung Quốc lại, thì bây giờ chúng ta nói chuyện Đài Loan. Thì Đài Loan là ngày tháng 1 năm 2024 sẽ bầu cử tổng thống. Thì hiện nay cái bà Thái Anh Văn thì sẽ không 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 được tái ứng cử nữa, bởi vì bà cũng làm 2 nhiệm kỳ rồi. Thì hiện nay là có ba ba tay chơi, là coi như có vẻ là dễ 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 coi như là đậu tổng thống nhất. Thì trong đó có một ông đối lập và hai ông thì theo cái đường hướng của Đài Loan, còn một ông đối lập thì nó theo cái đường hướng của Trung Quốc. Cái ông đấy là ông nó gọi là CEO của Foxconn các bạn, mà hiện nay là làm ăn với Trung Quốc rất lớn. Thì bây giờ ông tuyên bố bỏ cuộc, cho nên Trung Quốc hiện nay đang buồn. Đấy, cho nên chưa đánh đâu, bởi vì thế đến tháng 1 này 2024 này mà nếu mà ông thần Trung Quốc ông lên thì cần gì phải đánh. Đấy, các bạn thấy không? Nó thu phục lại bình thường. Đấy, thế thì bây giờ còn hai cái ông đối lập và hai hai cái ông kia thì là bây giờ bắt tay nhau. Đấy, để mà coi đánh gục ông này. Chưa bầu bán gì hết nhưng mà cũng là coi như là cứ đá đánh đánh, đánh bằng mồm cái đã. Thì là chưa chưa đánh cả tháng rồi. Rồi bây giờ hai ông này bắt đầu tiếp tục đánh nhau. Đấy. Còn lại ông cũng phải đánh nhau, phải bôi nhọ vào nhau, thằng nào mà bôi được thằng kia nhiều hơn thì đắc cử. Đấy, thì hiện nay là đây là cũng tin buồn cho Trung Quốc. Bây giờ chúng ta vào Đài Bắc, đây nó lại ra cái ngoại ô rồi các bạn. Hướng của nó mà chúng ta cũng muốn vào thành phố cho nó đẹp thôi, tại vì anh chàng này anh cũng hoành tráng lắm. Thì vào một cái đền nào đó này. Sàn gỗ. Đấy, Đài Loan. Thì chúng ta biết là cái ông thủ tướng Úc ấy, ông mới qua ông thăm ông Tập Cận Bình. Thì chúng ta biết là cái chế độ trước ấy thì là coi như là không nhìn mặt nhau. Nhờ ông thủ tướng mới này lên thì qua Trung Quốc, là vừa rồi chúng ta biết là cái hôm trước chúng ta đã bàn rồi, tức là ông qua đây 4 ngày, tức là rất là hỉ hả với nhau, hảo. Thì là bây giờ là tự nhiên cái ông Úc là ông lại nghe lời Mỹ là ông lại cho một con tàu đi qua eo biển này. Nó là những cái câu chuyện là chúng ta buộc chúng ta phải nói đấy các bạn nhé. Đấy, đi thí dụ ông đi qua Nhật đây, đây thế ông này ông đi qua Nhật thì thôi, thì tôi nói tôi chả nói làm gì, ví dụ như thế này. À, bây giờ nhỏ lại tí nữa. Rõ ràng ông ý ông là cái gì đây, ông Úc đây. Thì ông đi Nhật thì ông đi thẳng tới đây, ông tới Nhật rồi. Đấy, mà ghẹo tí cơ, mà chọc tí cơ, đi đi lòng vòng đi cho xa. Qua eo biển Đài Loan này, đấy, eo biển này, đấy, đi qua Nhật. Đấy là trêu người Trung Quốc rồi.
Đây là mình chiêu ngươi ra đời đây, Đài Loan đây. Ông chui qua cái eo này, eo biển Đài Loan. Thế là coi như ông này bắt đầu ông sừng cồ lên. Qua đây là qua đất của tao. Còn nếu nếu mà mày mà đi qua đây mà tao không nói thì hóa ra là đất của thằng Đài Loan à, biển của Đài Loan à. Không được nha. Thế bây giờ là cái người ta là cái nguy cơ mà hai bên đang bắt đầu bắt tay nhau để mà làm ăn thì nguy cơ đổ về từ cái gọi là sự cố tàu đi qua eo biển Đài Loan. Các bạn nghe báo nghe đài các bạn sẽ thấy rõ cái điều này hơn. Tôi chỉ nói khái niệm thôi các bạn nhé. Rồi đang ở châu Á này thì chúng ta qua luôn Trung Quốc thì nó giáp, đang nói Trung Quốc thì nó giáp với Myanmar. Myanmar thì chúng ta biết là Myanmar là mấy ngày nay lộn xộn quá. Đây, tôi vẽ khái niệm đây, đất của ông đây, đất ông xuống đây nữa. Đấy. Đấy là ông bên này là của ông này hết, đây của ông bên này, còn bên này Thái Lan thì tam giác vàng đây. Đấy. Đây tam giác vàng Thái Lan, Lào và Myanmar, đây tam giác vàng. Còn cái ngã ba đây, ông Lào Trung Quốc và Việt, ông Lào với Trung Quốc với Miến Điện, nó là không phải, mà còn đây là ông Lào với ông Trung Quốc và ông Việt Nam. Đây là nó có ba cái đấy các bạn nha, đây là ba cái này. Chúng ta lấy cái dấu đỏ này, Trung Quốc, Lào, Việt Nam, đây là Lào, Trung Quốc, Myanmar và Lào, Thái Lan, Myanmar là tam giác vàng. Đấy. Thế thì bây giờ là cái ông mấy cái ông phiến quân ông đọc lệnh đi quân chính phủ. Quân chính phủ là cái đám này nó mới lật đổ cái bà Aung San Suu Kyi 2 năm trước, bắt bỏ tù bà là mấy chục năm, bây giờ đang giảm dần bởi vì bà cũng coi như khóa chân khóa tay cả khóa mồm rồi, thì coi như là ta giảm cho mày, thí dụ như 30 năm ta giảm, còn 20 năm thì vô đó sau từ từ giảm sau. Thì cái chính phủ này tôi nói thật là điều hành không được. Đấy, đồng ý là anh đã lên, nhưng mà giống như là Prayut của Thái Lan thì nó làm được. Đấy. Nhưng mà cái ông này thì lại không làm được, ông Hun các bạn. Thế thì bây giờ là bắt đầu phiến quân nó nổi dậy khắp cái phía phía Bắc này. Đấy, nhất là cái chỗ tam giác vàng này. Đấy, đây nó gọi là cái bàn tràng các bạn nhé. Sang sang xin lỗi. Rồi bây giờ bắt đầu đánh lan hết qua bên này. Đấy. Rồi bây giờ là ăn ăn dần vào. Ăn dần vào. Rồi thậm chí là bắt đầu anh bắt đầu xuống xuống này, xuống xuống dưới này, giáp dưới này này. Tức là cái chỗ này thì có chỗ của quân chính phủ và có chỗ là của phiến quân. Là cái anh ăn một số chỗ chỗ này nữa. Thế là bây giờ cái anh Trung Quốc là anh này này vành đai con đường thì anh từ Côn Minh này các bạn biết rồi, chúng ta đã qua đây xong rồi là anh đi có một cái xuống cái cảng này, cái chỗ mà lồi lõm này là cái cảng. Thì bây giờ nó phải qua cái chỗ phiến quân. Mà qua phiến quân này bây giờ phiến quân này nói thật là quân chính phủ trung ương ta còn chưa sợ, chỉ cần cái ông một biên giới bên kia làm chi hôm qua đốt 120 xe hàng của Trung Quốc luôn các bạn nha. Thì ngày hôm nay Trung Quốc bắt đầu tập trận, và tập trận ngay biên giới này. Đấy, tập trận ngay cái biên giới Ban Sa. Thì chúng ta biết là cái ông Khun Sa hồi xưa mà ông là trùm ma túy của thế giới ấy, thì là ông là coi như bố là Trung Quốc mà mẹ là người Sang. Đấy. Bố là Tàu, mẹ là Sang, cho nên là cái Sang không lạ gì với Trung Quốc hết. Mà Trung Quốc thì một khi mà đã sướng lên là rất mệt. Thế thì bây giờ Trung Quốc đánh gì? Đánh là đánh phiến quân, là chơi với chơi quân chính phủ. Quân chính phủ này hiện nay là đang dùng vũ khí của ai? Của Nga, của Trung Quốc. Đấy. Và cái chế độ này là muốn ngả về Nga và Trung Quốc hơn là về phương Tây. Mà cái bà Aung San Suu Kyi đấy là bà bị lật đổ rồi, cái bà đấy là phương Tây đưa về và người ta không cho bà làm tổng thống nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chồng bà là quốc tịch Anh, hai quốc tịch và hai đứa con cũng quốc tịch Anh, không được. Và đồng thời bà là coi như là cũng nhân danh dân chủ, cũng là nhân danh tự do theo kiểu của Mỹ và của Anh, thì nó có vẻ không hợp được ở đây. Cho nên là ở đây nó lật, nhưng mà anh lật nhưng mà anh lại không, anh không chứ không lái được, anh không lái con đường đi để cho mà tất cả toàn dân ok hết, mà có khả năng bây giờ mất nước. Tình hình nếu mà nói về mặt lãnh thổ thì phiến quân đã chiếm được một nửa đất nước rồi các bạn nhé. Tình hình biến chuyển thế nào thì chúng ta nghiên cứu thêm, vì hôm nay là Trung Quốc tập trận ngay cái chỗ mà mất xe, ngay cái chỗ mà cái đám phiến quân đang đang kiểm soát. Chúng ta theo dõi thêm. Chúng ta nói về chỗ Israel và Palestine trao trả thì trong cái bản tin lúc chiều thì tôi có nói rồi, thế nên bây giờ tôi không muốn nói lắp lại.
Tất nhiên cái bản tin này chúng ta cũng nói cũng được thôi, nhưng mà thôi chúng ta không nên nói lại cái chuyện đó, không nói tới nói lui. Bây giờ chúng ta đi nước khác. Bây giờ chúng ta qua Mỹ. Qua Mỹ có chuyện gì không? Chúng ta biết là Mỹ hồi xưa cái lúc mà thời Covid ấy, là chúng ta biết là bên này có rất nhiều cái loại vaccine. Đấy, có thể nước nào nó cũng làm được, nhưng mà anh này anh là đại ca, anh là cái sĩ phần để mà anh để mà anh làm ăn mà. Ít ra chứng minh là ra là cái nền khoa học y học ok rồi làm ăn luôn, mà anh làm ăn được luôn. Anh Ba Lan hồi đấy là anh ký là coi như 60 triệu liều vaccine Pfizer đấy các bạn. Các bạn bây giờ còn nhớ, bây giờ kiện đấy là coi như là cứ 60 triệu viên đấy là coi như là 60 triệu liều, xin lỗi, 60 triệu liều đấy là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Nhưng mà đến khi mà anh kia anh ký xong rồi, anh sợ dịch nhất, anh ký xong rồi một cái là bắt đầu là nó hết dịch, nó dần dần hết dịch, anh nhãng nhãng, anh giả vờ anh quên, tức là cứ cứ nghĩ là Mỹ là đó nó quên cái hợp đồng đấy. Nhưng mà anh này là anh làm ăn sao quên được. Bây giờ đang kiện các bạn nha, ra tòa quốc tế. Ông ký hợp đồng với tôi, tại sao ông không lấy? Mà bây giờ lấy cũng còn ôm vào cũng chả biết làm gì, nhưng mà bây giờ lấy cũng phạt bởi vì là trễ. Đấy. Mà đây là ông lại còn không lấy nữa cả nha. Chưa biết Mỹ à, bà Lan. Học nha, trả đi. Chứ còn bây giờ đưa ra tòa án thì cũng là của Mỹ thôi. Nhớ nhá, mấy mấy anh châu Âu nhớ kìa. Rồi anh Moldova này cũng mệt gớm. Cái bà Sandu là cái bà này là chúng ta biết là bà đang làm tổng thống. Cái bà mà say rượu cái hồi mà hội đồng chính trị châu Âu đấy, tôi cũng nhớ, mà nhớ dài lắm. Giờ mỗi lần nhắc như thế cho các bạn nhớ. Tức là hội đồng chính trị châu Âu tới đây họp, xong tới Kishinev, tới thủ đô không họp, mà bà đưa vào cái làng mà làm rượu nho, xong tới là mời tất cả mấy chục nước châu Âu uống là bà nhòe luôn. Tức là coi như là đến khi mà nữ tổng thống mà uống mà coi như cầm cái ly rượu mà người ta giật không ra luôn, mà vì sao phải mấy người vào giật bà, là giật cái chai rượu bà, cái ly rượu của bà ra được, thì là bà say bét nhà luôn. Không biết là đến khi ra họp thì không biết là chúng nó về hết rồi là cũng không biết ở đâu. Nó đùa ở đấy, đây là bà Sandu là cái vụ đó ấy, nó cũng nổi tiếng đấy. Thì bà này là cũng lên Liên Xô cũ đấy, cái Moldova Liên Xô cũ. Bây giờ tự nhiên là coi như là đồng ý với EU là trừng phạt Nga. À, có liên quan gì đâu, ông này chả liên quan gì EU, chưa vào. Cũng chả liên quan NATO, chưa vào. Mà ông có liên quan với Liên Xô hồi xưa là ông là một trong 15 nước Cộng Hòa. Thế thì bây giờ ông nghe theo Ukraine, không biết là cái Zelensky là nó rủ rê với cái bà Sandu nào. Sướng lắm, thì chơi với bọn Mỹ với bọn này, Tây Âu sướng lắm đấy, nó đem súng đem đạn vào đấy, nó thử đó, nó ấy rồi nó làm nát hết. Bây giờ tao nợ có hơn 100 tỷ thôi, mà đất nước thì tàn nát hết, dân tộc thì đi hết, còn có 2/3, 2/3 trong này là kể cả những người đui, người chột, người què, người mù, các thứ là trong đấy thôi. Hay lắm, bà này nghe nghe bây giờ trừng phạt Nga, Nga cảnh cáo nhá, đừng giỡn mặt nghe Bonova nha các bạn nha. Rồi xong, coi như xong. Đấy là một số tên lại nói là đấy, chứ ông Nga ông chơi nào, bây giờ ai đó cứ muốn đi qua chơi với thằng ông Anh, ông Mỹ. Ừ, đấy, nó dựng lên một cái thôi là một người này làm sao nó đại diện được cho cái dân tộc này được. Cũng như Slovakia bây giờ đó, một cái ông dân nó bầu luôn cái ông thân Nga lên, thì là bây giờ nó nói theo Nga, thì lại bảo thế thì sao, thế nó lại xa lánh Mỹ à? Thế chả thấy ai nói, xa lánh EU à? Chả thấy ai nói Hungary động bây giờ nó xa lánh EU, thì chả thấy ai nói, mà lại còn chửi ông này nữa là coi như ông trời ơi, không được nhá. Rồi Afghanistan à, chúng ta biết rồi, châu Á gần Ấn Độ đây. Anh này anh tức quá, anh đóng cửa vĩnh viễn đại sứ quán của mình tại Delhi Ấn Độ, không chơi nữa. Rồi tiếp đến một cái nữa là coi như là băng, chúng ta biết là biến đổi khí hậu, cho nên là đây là Bắc Cực, đây là Nam Cực, à đây là Bắc Cực các bạn nhé. Bắc Cực đấy là nước thôi, là nước thôi, chứ đó là coi như là nó tan ra là nó thành nước, là đi qua đi lại là thoải mái, từ bên, bên châu Âu để qua châu Mỹ là thoải mái này. Đây là đảo Greenland, đây cái đảo không nói đây, nếu mà nói một chòm của Bắc Cực thì nó nằm đây này các bạn, nằm đây này. Đây này, nếu chúng ta đẩy lên thế này chúng ta nhìn nó dễ hơn này. Đây. Nó quay nó về đúng hướng này. Đó. Đấy, chọn của nó đúng, nếu mà nói vậy Bắc Cực nằm đúng đây luôn. Đấy.
Thì bây giờ nó ngược chiều với đó, ở phía dưới nó là Nam Cực. Đấy, Bắc Cực thì gọi là Bắc Âm Dương, nó không gọi là châu, mà đây thì nó gọi châu Nam Cực bởi vì nó có đất, mà đất ở đây thì không có dùng được thì nó gọi là hoang mạc. Nam Cực là hoang mạc lớn nhất thế giới, còn sa mạc lớn nhất thế giới là Sahara. Hoang mạc, sa mạc cũng là hoang mạc. Đấy, hoang mạc thì nó bao gồm sa mạc, hôm nào cũng vậy. Thế thì ở đây nó có cái gì? Nó có, bởi vì là nó có một cái tảng băng lớn nhất thế giới, tức là một cái tảng băng nó gấp 4 lần cái thành phố New York của Mỹ. Đấy, là nó nặng 1.000 tỷ tấn, và hiện nay nó tên là A23A, A in và 23A nhỏ, thì nó có đánh số cả mà. Thì hiện nay nó đang trôi các bạn nha, tức là lần đầu tiên nó tách ra cái đám này, có nghĩa là sau này nó sẽ nứt nẻ ra hết đấy các bạn, trừ nó trơ cái đất lại thôi. Thì bây giờ nó biến đổi khí hậu, thế là nước biển sẽ dâng. Và vấn đề là bây giờ một cái tảng mà nó to cỡ đó mà 1.000 tỷ tấn như vậy, 1.000 tỷ tấn nha, tôi nói ví dụ nó một miếng này thôi, cái chỗ này là không không có bằng miếng này nào, mà nó trôi và nó bây giờ nó va vào một cái nước nào đó là, nhưng mà nghe nói nó sẽ đi theo hướng Nam Phi. Đấy. Chúng ta là nhìn này, đây châu Phi đây, thì Nam Cực đây, đây Nam Cực đây, nó sẽ trôi vào hướng này. Tại vì nó không phải là nó gần gần đó đâu, nó gần ông Úc hơn này, New Zealand này còn gần hơn này, hoặc là ông Argentina còn gần hơn này, gần hơn ông Nam Phi này, đây Argentina này, bây giờ Argentina này. Nhưng mà nó sẽ trôi là trôi theo hướng này, bởi vì chúng ta biết là cái Đại Tây Dương, đây là Đại Tây Dương này. Đại Tây Dương đây, Nam Đại Tây Dương, Bắc Đại Tây Dương thì gồm một mấy cái ông phía Bắc Đại Tây Dương là cái khối NATO đấy, nó nằm trên đấy, Mỹ, Canada, với châu Âu. Đây là Bắc Đại Tây Dương, Nam Đại Tây Dương, đây Đại Tây Dương. Thì chúng ta biết là cái Đại Tây Dương này thì nó có rất nhiều cái suối nữa, gọi là sông đấy các bạn, sông hải lưu, nó gọi là hải lưu nóng và lạnh, nó rất nhiều luồng đấy dưới đấy. Thì nếu mà trong trường hợp mà anh gặp cái luồng hải lưu nóng ấy, thì rõ ràng anh tan anh đấy. Gặp các cái chỗ này mà nó gió nó thông thoáng này thì nó đẩy anh đi nhanh, mà đi nhanh thì nó lại theo cái hướng này các bạn nhé, đang theo hướng Nam Phi. Nhưng mà đến bao giờ đến Nam Phi thì chúng ta cũng tùy theo cái biến đổi khí hậu của thế giới hiện nay. Rồi bây giờ chúng ta vào cái cuối cùng của ngày hôm nay. Như trước đây chúng ta biết là mọi cái mà đi từ đông sang tây là tôi hay vẽ đấy, các bạn biết rồi, là đi là qua eo Malacca, đi tàu bè là đi như vậy. Rồi bắt đầu ông đi vào cái Ba Tư, rồi ông đi vào cái biển Đen, biển Aden, rồi vào cái biển Đỏ Hồng Hải, rồi vào Địa Trung Hải đấy, thứ này như vậy. Mà chúng ta đã hay nói là coi như cái kênh Kra, Kra là của Thái Lan đấy, nếu mà Thái Lan mà đi từ đây qua đây thì cái khỏe luôn đấy. Thì nó đỡ mất cái tam giác này, tức là cái tam giác này thì là bỏ hai cái đường này, chỉ có đi vào một cạnh thôi đấy. Một cạnh thôi thì nó sẽ gần hơn. Thì bây giờ chúng ta nói chỗ này, nhưng mà chúng ta hôm nay lại không nói về Kra các bạn nhé. Đấy, đây là đất Thái Lan, còn Miến Điện lúc nãy đây, Myanmar đây. Nếu mà Kra này nó bắt qua đây ấy, thì nó sẽ đi ngang qua cái khu vực Cà Mau mình, là đi lên phía Trung Quốc. Nhưng mà hiện nay thì người ta lại làm một cái thành phố khác các bạn nhé. Đấy, Kra thì nó ở đây, nhưng mà bây giờ không làm qua đây. Thứ nhất đấy, chỗ Songkla này, cái thứ nhất đấy là đào đấy là nó tốn nhiều tiền. Cái thứ hai, nếu mà cái thứ hai nữa là nó sẽ cắt cái đất nước ra làm đôi, là cái điều rất là hệ không nên. Cái thứ ba nữa là cái miền Nam Thái Lan đấy, gần giáp với Mã Lai này, là hay nổi loạn. Đấy, về mặt an ninh không ok, về mặt phong thủy không ok, về mặt kinh tế không ok, và cái nữa là lại chơi với Trung Quốc có thể không ok. Thế bây giờ người ta bắt đầu chơi với, có khả năng là cũng sẽ, có lẽ là cũng Trung Quốc đấy, Trung Quốc hoặc Mỹ đấy các bạn. Đấy, có thể là Trung Quốc hoặc Mỹ, thì cái chỗ này là cũng sẽ nghiên cứu thêm, nhưng mà theo tôi được biết là sẽ chơi với Mỹ, là làm một cái gọi là từ Trung Phong đấy, xuống phía dưới này, là dưới này nó gọi là Naro đấy, Naro tức là hai hai tỉnh, tức là hai cái cảng đấy. Tôi phân tích thêm tí chỗ này. Đây chúng ta thấy đây nó cũng có một cái cả đấy, cái cả, cái thứ hai là dưới đây cũng có cái cả cả à, Ran Ranom, còn trên này nó gọi là Trung Phong. Thế thì bây giờ làm cảng, thế thì rồi, thế là nói, nếu mà nói về cái không ở dính miền Nam là dính với cái đám phiến quân, rồi không có chia cắt đất nước bởi vì nó chạy dọc đấy, nó sẽ chạy dọc như thế này các bạn. Và cái thứ ba nữa là nó kinh tế hơn, cái thứ tư nó là chơi với Mỹ chứ không phải chơi với ấy. Đây, tôi nói ví dụ chỗ này.
À, đây, ra nó này, đây. Đấy. Đây là cái cảng. Đây là cái cảng. Thế thì cái đây là nó sẽ đi, đây là nó sẽ đi đường bộ các bạn nha. Là đường bộ. Tức là dài 90 km. Tức là các cái đoạn đường bộ là khoảng 90 km. Thì chúng ta biết là nó sẽ đỡ hơn là xuống chỗ mà Malacca lúc nãy chúng ta vẽ vòng phía dưới đấy, mà hai cái tam giác đấy, là đỡ hơn như thế là 1.200 km nếu mà đi từ cái biển Andaman của Ấn Độ. Đây, chúng ta nhìn này, tổng thể này nó hoành tráng hơn. Đây. Đây. Đây là Trung Quốc, đây là Việt Nam, đây là Thái Lan, đây là Miến Điện này, đây Thái Lan nằm đây này, đây, cái chỗ này nó giáp với Thái Lan này, hôm nay chúng ta vẽ đấy, à. Bên này Thái Lan, Thái Lan tới đây, dưới này là Malaysia này, còn đây là Thái Lan này, đấy, đây, thế người ta sẽ làm cái chỗ này, đi chéo lên cái chỗ này, đấy, đây là đây nó gọi là cái biển Andaman, lúc nãy tôi nói này, đấy ra đây thì nó đi gần hơn nhiều. Đi đây qua gần đây hơn lên Trung Quốc gần hơn nhiều, chứ còn cái kia mà anh đi xuống dưới này anh lên thì nó là xa hơn nhiều à, ví dụ thế. Thế thì nó được bốn cái đấy thì như vậy là có 90 km, đầu tư khoảng 40 tỷ đô, làm từ năm 2025 đến 2040. Nó gọi là Lance Bridge, tức là bridge đấy. Bridge là cái cầu cạn các bạn nhé, tức là cầu cạn sẽ thì cầu cạn thì bao giờ nó cũng đỡ hơn là cái kênh đào rồi, đỡ hơn là cái đường dưới đáy biển rồi. Đấy. Thì hiện nay là cái giai đoạn đầu là từ 2025 cho đến 2030 là cái giai đoạn khó nhất, tức là các dự án rồi các cái đền bù giải phóng rồi các cái cơ sở hạ tầng thì đó, thì hiện nay là cái công trình này tôi cho là công trình rất lớn, thì chúng ta sẽ theo dõi cái này, chứ còn không có cửa ra này các bạn nhé, cửa ra chỗ này là không làm nữa vì nó chia cắt đất nước mà không làm nữa, với cái chỗ này phiến quân rồi ABC chúng ta phải tách rồi. Vậy thôi, hôm nay cũng có một số cái vấn đề để chúng ta cũng bàn với nhau vậy thôi. Thì rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn like và bình luận để giúp kênh phát triển các bạn nhé. Kênh còn nhỏ mà. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của anh Dũng Vision. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.